Dạ em xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì em có đến một vườn mới, đó là vườn của chị Tuyết Linh ở ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, để em quay giao lưu với cả nhà một số mặt hàng mai tàn mình chơi Tết nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ cho chị nha. Thì lô ngày hôm nay là cây lớn nữa cả nhà, sát lộ luôn. Rồi để cho xe qua cái em qua lộ bên kia nha. Sát lộ, lộ này là xe tải mình xuống được đó cả nhà. Hồi cây rất là lớn luôn cả nhà ơi. Rồi chị đang đứng ở bên đây ha. Dạ em chào chị Linh. Dạ. Rồi thì hôm nay mình giao lưu những mặt hàng nào vậy chị? Giao lưu hàng chậu 7 chậu 8. Dạ. Chậu 7 chậu 8 hả chị? Dạ. 200 cây. Dạ 200 cây. Rồi. Bây giờ để em né cái xe em quay mấy cái cây này cho cả nhà mình xem cả nhà. Như mấy cái cây này là mình thường chậu được bao lâu rồi chị Linh? Vô chậu thì 1 năm nhưng mà nó dưới đất là nay nó là 3 năm rồi. À vậy là ở dưới đất 2 năm rồi mình lên chậu thêm 1 năm nữa là 3 năm rồi hả chị? Đó. Cái thông số bên đây làm sao vậy chị? Cái thông số bên đây làm sao chị? Cái hoành thân á chị. Cái hoành thì dạ, đo thử giùm em một vài cây ha. Chậu này là tới chậu 8 luôn hả chị? Chậu 8. Chị Linh. Chậu 8 đó luôn cả nhà. Thì số điện thoại nhà vườn em xin phép để góc bên trái bên đây nha cả nhà. Hôm nay giao lưu hàng chậu cây lớn lắm cả nhà. À, cái hoành thân nha. Okay. Cây này mình nuôi được 2 năm rồi 30, mình lên chậu cho 1 năm nữa. 32. 32 như cây này là hoành 32. Thì cái lô chậu 8 này hoành nó dao động từ khoảng bao nhiêu vậy chị Linh? Nó vậy không á, nó đều vậy không á. Dạ, vậy là ba mấy không hả chị Linh? Ba mấy không, đều, tại vì lô này đều mà đế đẹp không à. Dạ. Lô này đế đẹp không. Rồi, còn cái chiều cao tán ngang này, cái chiều bao nhiêu chứ? Là... đo thử giùm em ha. Cái cây rất là lớn luôn nè cả nhà. Chậu 8 tấc lọt lòng mới cả nhà. Wow. Này 2 mét mốt. 2 thước mốt, rồi. Còn cái tán ngang chắc cũng cỡ 2 thước luôn á chị Linh ơi. Cái cây này to quá cả nhà. To lắm. Dạ. Thôi em để em né em vô đây xe. Đây này có xe. Vâng, bị ngang rồi má. Chưa tới chị. Rồi, được rồi chị. Quá chừng cái cây luôn cả nhà. 1m9. Dạ, 1m9 cả nhà. Cái này nó có đế luôn hả chị Linh? Có đế luôn, đế đẹp luôn. Vậy chị chịu khó chị môi dùm em cho cả nhà mình xem cái đế cái chị Linh. À, đế nằm mút ở trong đây nè cả nhà. Nằm. Cái này là nãy đo tên chứ đo dưới này là còn dạ. Hơn nữa nha. Ở trên đó là hoành 32 hồi nãy đo cả nhà. Cái củ nó nở, cái củ nè cả nhà. Bự lắm. Dạ. Tại vì lấp nó hả, này đất nè nó lấp lại nữa tại hồi đó tổng dưới đất cái lấp dạ. Lên chứ môi ra bự củ đẹp lắm mà. Dạ. Chậu bự quá luôn á cả nhà. Còn chậu. Cái vàng nút nụ thì thôi đã luôn á nha. Vàng nút nụ đây, thì ngon lắm. Rồi chị dở lên giùm em ha. Em có một tay thôi dở. Dạ. Rồi, cái cây quá to luôn cả nhà. Còn cái giá mình giao lưu như thế nào giờ chị Linh? 200 cây vô vườn mình lấy hết là 3,5 triệu xuống lá sơn chậu luôn cha. 200 cây. Mình lại vườn mình lấy hết 200 cây. Giá là 3,5 triệu một cây. Xuống lá sơn chậu đồ luôn cha. Là nhận xuống lá với lại sơn chậu. Cái chậu luôn. Vậy là cái clip này kiểu như là chủ yếu mình giao lưu là tại vườn hả chị ha? Tại vườn á. Với lại giá số lượng nhiều hả chị? Số lượng nhiều. Dạ, tại vì nhà vườn mình là hàng cây lớn không mà cả nhà. Em đi dài vô đây hả chị Linh ha. Vậy là nếu mà cả nhà có cần mình lấy lẻ thì cả nhà liên hệ chị giùm em. Thì mỗi cây nó sẽ có giá khác nhau hả chị Linh? Dạ rồi. Giờ chị cho em coi thêm gốc này nữa đi chị Linh. Cái cây này đi chị Linh, chị đo thử giùm em. Chậu này là chậu bự luôn á cả nhà. Cái cây rất là to luôn á. Mình nuôi 2 năm ở dưới đất rồi mình mới lên chậu 1 năm. Đi, lên hồi năm đi. Rồi hả chị Linh? Dạ. Rồi cái hoành thân nha. Rồi, cây này có củ đế luôn nè cả nhà. Cây nào cũng có đế đẹp không à? Dạ. Cái này rồi, đo thử giùm em nha. Coi lộn. Dạ. Hoành là cũng 32 luôn, 31. Hoành là 31 hả chị? Nguyên một cái củ luôn nè chị Linh. Rồi chị sẽ mình đo khúc gì? Tên chứ không có kho đo khúc dưới luôn ạ. Dạ. Tại vì dưới nó nằm sát quá. Dạ. Ở mé bên kia cái củ nằm mé bên kia cả nhà. Củ nằm mé kia. Dạ. Chiều cao tán ngang mấy cây này là cũng cỡ chừng 2 thước không á cả nhà. Nó đều vậy. Quá đó. To luôn á. Nó to. Dạ. Cả nhà nhìn thấy bề ngoài nó to vậy còn cái dàn xương ở bên trong nữa cả nhà. Nó đều không à. Nó dạ, cái dàn xương này cả nhà. Nó kính từ tông ra ngoài luôn á. Rồi. Kính từ tông ra ngoài nụ nút rồi tết lấy rồi ok luôn. Cái này mình đang làm nụ nè.
Cái này mình trồng đất ngon lắm luôn á cả nhà. Nhà vườn mình trồng 2 năm rồi. Đang làm kiểu như là trồng mô quá hả chị? Trồng mô. Dạ, trồng mô rồi xong cái mình lên lên chậu rồi cả nhà. Cho nó lên chậu là mới lên tháng giêng năm nay. Tháng giêng năm nay à? Dạ. Mình lên được 10 tháng rồi cả nhà. Mình lên là tháng giêng năm nay, đang làm nụ đây cả nhà. Còn cái củ đế mấy bên đây nè. Hôm nay em quay cái vườn của chị Linh toàn là cây lớn không nha cả nhà. Cây lớn. À cái củ bên đây chị Linh chưa có, chị Linh moi cái gốc nằm em ha. Rồi. Nè, đế nó nằm đẹp lắm. Dạ. Nó ăn rễ lên tới vào mộng dừa luôn nè. Dạ rồi. Rồi được rồi chị Linh. Nó ghế đẹp, đẹp ghê không? Cái củ này cả nhà. Củ nó đẹp lắm. Nó bự chán nè, nè cầm. Cầm còn hai tay luôn á. Dạ. Hai tay không giáp luôn nè. Đúng rồi vậy. Cây bự lắm cả nhà. Em quay xa xa cái nữa nha. Đó, mấy cái cây này nếu mà cả nhà mình ưng được những cái cây em quay trên clip vậy thì cả nhà nói chị giùm em thì chị có thể báo giá qua số điện thoại hơn cả nhà. Đó, mấy cái gốc này thì cũng tương tự thôi. Chiều tương cao tự. Tán ngang thì nó cũng cỡ chừng chắc cũng hai thước mấy không hả chị Linh ha? Nói là 2 thước mấy không à? Dạ. Rất là cao bự luôn cả nhà. Mấy luôn. Dạ nó rồi. Đều với nhau vậy á. Dạ. Đây cả nhà ơi, nút nụ đây cả nhà. Nụ, dạ. Dữ lắm. Tết đi là bao ok luôn. Dạ. Anh à. Rồi đây cả nhà. Xuống cái lá sơn chậu cho ha, anh chị luôn. Dạ. Cả nhà lấy 200 cây. 200 cây là hết vườn luôn hả chị Linh ha? Hết vườn luôn. Là giá là 3 triệu rưỡi một cây. Là cây giá, nào tệ giá quá thì mình bỏ lại. Dạ. Còn cả nhà mình cũng có thể mình lấy 1 cây, 10 cây hay là 20 cây cũng được. Nhưng là liên hệ với dạ, với em. Liên hệ với chị ha. Cái giá nó sẽ khác nhau ha, cái nhà tùy cây ha. Ồ nhưng mấy cây này quá chừng cái cây luôn nè chị Linh. Chị Linh đứng gần giùm em cái là được rồi. Đứng gần cái cây đi. Ôi ôi cái cây này cả nhà. Nhìn cái cây rồi nhìn hả em như em bé vậy. Quá là bự luôn á. Nụ dữ lắm. Đã đương làm nụ, đương xử lý nụ nè. Đó để em quay nha. Nút nụ đây cả nhà. Dạ. Tại đang xử lý. Đang xử lý nụ nè cả nhà. Mấy cái này này là dừa Tết ngon lắm. Dạ. Cả nhà phải có cái diện tích rộng lắm thì mình mới để dừa cái cây này cả nhà. Cái sân phải là 3 thước á, 3 thước mấy á mình mới để dừa cái cây này á, tại vì mình còn đường đi nữa mà. Quá chừng luôn, đi dài dài vô đây chị Linh ơi. Ôi, số điện thoại nhà vườn em để góc bên trái bên đây nha cả nhà. Ôi ôi mấy cái cây này cả nhà. 2 thước mấy không à, khổng lồ luôn á. 2 thước mấy không à. Lúc nụ cả nhà mình xem nè. Mấy cái này thì lên bằng xây chắc cũng lên không nổi luôn á cả nhà. Rồi đây quanh này chắc cũng 30 ba mấy không hả chị Linh ha? Điều điều vậy không á? Dạ. Hôm nay đo điều điều vậy không à? Tại vì mình tiễn mình nuôi nay cũng 3 năm trời rồi cả nhà. 3 năm rồi. Dạ. Còn mặt bông thì sao chị Linh? À, bông từ hả 8 ở từ 6 cánh tới 14 cánh. 6 cho tới 14 cánh luôn cả nhà. Cái này là dảo nha cả nhà. Hàng giống dảo nha. Dạ. Nụ là mình bao hả Tết đi là ok luôn nè. Dạ. Rồi đây cả nhà ơi. Nụ. Dạ. Rồi quá đã luôn. Mình trồng đất. Nụ này là dừa Tết luôn á. Mấy cây này nó mạnh đùng luôn cả nhà ơi. Nó cứng cái bầu hết rồi cả nhà. Ăn rễ lên tới tên ba cái sơ dừa luôn á. Dạ, cái cây này nữa là cả nhà. Nó bự. Dữ lắm. Mình đứng lạ hả? Coi như giống em bé vậy. Dạ. Quá chừng cái cây luôn. Ở đằng xa đây có cái cây có bông gió nữa nè chị Linh. Ở phía sau lưng của chị hình như có cây có bông gió đúng không? Nó sắp tàn rồi. Nó sắp tàn rồi. Dạ. Bông bự không à? Dạ, đây cả nhà, để em quay cái phơm bông cả nhà mình xem ha. Nó cũng nở chùm nên cả nhà. Nở chùm không à? Dạ. Nở chùm không à? Dạ. Nở là nở đùm 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 á. Dạ, rồi mình đi dài dài qua bên đầu chị nè. Đế nè. Đế à? Rồi, em quay cái đế cả nhà. Cái đế này cả nhà. Đế đẹp không à? Đế dạ. Hình này hình kia không à? À đế hình không nè cả nhà. Đế hình không à? Dạ. Tại đây mong dừa nó ăn lên cái nè. Đẩy ba cái sơ dừa nó ăn lên vậy á. Dạ. Ở này đất không nè nghe. Dạ. Cả nhà lấy nếu mà có điều kiện thì mình lấy 200 cây này trồng chắc rộng lắm à cả nhà ơi. Cũng tốn đất lắm rồi ha. Cả nhà lấy sỉ thì mình về mình có thể mình kinh doanh lại ha cả nhà. Đây mấy cái gốc này nữa nè cả nhà ơi, quá chừng luôn. Nó cũng cỡ nhau không? Cỡ nhau không à? Dạ. Có gốc bự hơn nữa. Dạ. Cũng có mấy gốc nó trội. Nó nhiều không à? Điều nhưng mà cái cỡ cỡ này thì em thấy nó đều đều nhiều nè, thấy nhiều chị Linh ha. Đó 3 triệu rưỡi một cây, lấy 200 cây nha cả nhà.
Còn là lấy 100 cây thì giá giá khác nha, nha cả nhà nha. Tại vì 200 cây là lấy hết vườn đó cả nhà. Nè. À. Quay cây này nè, đế cây nè. Cái gốc dạ. Trà bá luôn à. Rồi. Ôi ôi cái cây này cái tàn này cả nhà. Khủng tàn khiếp cái lắm. Tàn luôn. Ờ, mình nuôi 3 năm mà. Cùng quay cái đế này, cây cái quả đế này quá trời luôn đây nè. Nè. Rồi rồi. Ôi cây này. Ừ. Đế giống đế hình này cả nhà. Đế hình đó. Dạ. Này 46 luôn nè. 46 là cũ quá cả nhà. Cái quạnh như mà chị đo thử mình có quạnh trên này gì. Quạnh thân cái gì. Cái quạnh thân á chị. Quạnh thân. Dạ. Cái dàn xương nè cả nhà. Đây cái dàn xương nè. 31. Rồi, vậy là anh lấy 30 đổ lên đi cả nhà. Rồi. 30 đổ lên cái 30 lô. 30 tới lên đổ lên không ạ? Chỗ 8 30 đổ còn lên. Cao hả là tới 2 mét mấy luôn. Dạ. Kéo bút ở dưới 2 thước mấy luôn. À. 2 mét 2 ạ. 2 thước 2 tán ngang cũng cỡ đó mà qua, cỡ đó luôn á chị. Dạ. Cũng cỡ đó không ạ? Dạ. Đó, tán ngang cỡ hả 1 mét 8. Dạ. Là mình đo theo chiều đó, mình đo theo chiều này là rộng hơn này cái vậy, đó chiều này đo ấy là rộng nữa. Dạ. Tại này em đo theo cái chiều nó hẹp hơn. À. Còn nút nụ thì nhiều lắm luôn rồi cả nhà. Lắm. Dạ. Nụ là bao luôn. Bao nụ luôn nha cả nhà. Mấy cây này đã quá ta. Ờ nó kín từ tông ra ngoài luôn nè, người ta nó kín từ tông ra ngoài luôn. Dạ. Chứ không phải là tàn dù nha. Dạ. Ừ. Rồi cái dàn xương nó quá chừng luôn ha. Hôm nay em quay cái lô bự quá cả nhà ơi. Giá là 3,5 triệu một cây tại vườn. À, nếu mà cả nhà lấy 200 cây nha, 3,5 triệu một cây tại vườn. Lấy 200 cây. Với chị sẽ nhận xuống lá luôn cả nhà. Xuống lá luôn. Chậu luôn. Sơn luôn cái chậu luôn. Rồi, nói chung là cái lộ này thì xe bao nhiêu tấn mình tới được vậy chị Linh? 8 tấn vô được. Một chiếc 8 tấn này chở được mấy cây này ta? Không. Không biết không? Không biết. Dạ. Rồi. Tại thường thường thì giao ra bến ngoài rồi, nên dạ. Không rành á. Rồi ai chở thì sao chở? Ai chở sao chở, mình dạ. Giao ra tới bến đó, ai chở làm gì đâu. Dạ. Đây cả nhà nút nụ nè cả nhà. Ồ mấy cây này cái tàn quá đã luôn nè chị Linh. Dữ lắm. Nếu mà cả nhà lấy một cây cũng được, vô lựa thoải mái ha. Vô lựa thoải mái mà giá cả thì khác. Dạ đúng rồi. Đế đẹp lắm. Như mấy cây này nếu mà cả nhà mình lại mình lựa trước á cả nhà, mình lựa những cái cây. Tàn là đế đẹp không à? Dạ, lựa lâu những cái cây trội. Ôi cây này tàn đã luôn rồi chị Linh. À. Tàn dữ lắm. Ừ. Trời ơi, quá chừng tàn kín mít luôn mà nụ đồ cũng ngon lắm. Dạ, có nút nụ hết rồi cả nhà. Đây cả nhà cái cây này cả nhà. Lấy ví dụ như cô chú anh chị mình lấy khoảng chừng chục cây mình về mình để là bích cái sân luôn á cả nhà. Nhà biệt thự rồi hang để ăn trước hang mùi cây mai biệt thự để lãi ra một cái nha là hết sảy luôn cô chú anh chị là ai mới cất nhà hay cả nhà mình rinh về ăn cặp cũng được hay cả nhà. Rồi em đi dài dài vô đây có những cây có thoát thân nó cao cao một chút xíu vậy cũng có này cả nhà có nữa dạ cũng hình không à đế đồ dạ đế đế hình không hoành là cũng khoảng chừng 30 đổ lên không mà cả nhà ơi. À bên đây nữa nè cả nhà cái cây này nhìn nó lực nè chị Linh. Cây nào cũng kín tàn mà cũng toàn đẹp hết á. Quá chừng luôn. Hàng tiếng nuôi 3 năm trời. 3 năm trời mà. Dạ. Vô chỗ 7, chỗ 8 không? Dạ. Nè, 3 cây. Năm trời. Nè, còn thì đa cây này phần nữa. Nè. Cây này còn giữ nữa nè. Dạ. Đa phần em quay mai tàn của nhiều nhà vườn thì đa phần là chỉ thần chậu 1 năm thôi nha cả nhà. Còn ở đây là nhà vườn mình nuôi 2 năm ở dưới đất xong rồi mình mới lên chậu. Ồ cái tàn cây này quá chừng luôn nè cả nhà. Giữ lắm cây này nè. Dạ. Rồi. À, cây này hả đế cũng hình con này kia đẹp lắm nè. Dạ. Thường chậu 1 năm thì mình trồng đất cũng ok rồi cả nhà. Dạ. Nhà vườn mình thường chậu tới thường chậu 1 năm và trồng đất dưới 2 năm nữa. Đây ha. À, thời gian thì nhà vườn bỏ ra cho cái cây này cũng khá là nhiều hơn cả nhà, nó gấp 3 lần so với nhiều nhà vườn khác ha. Với lại cái cây thì nó cũng cứng cành hết trơn rồi cả nhà. Đó. Quá chừng cái phơm cây luôn á. Rồi em quay một vài cây nữa nha, đi dài dài vô mé nào được đây chị Linh ơi. Đây. Rồi đi dài dài qua đây đi cả nhà ơi. Nguyên cái vườn mình 200 cây. Hai trăm cây. Dạ. Ồ mấy cây này cái tàn quá chừng luôn anh chị Linh.
anh chị cô chú có đi Tết thì vô em lấy em bán 3,5 triệu. Dạ rồi. À, sơn chậu xuống lá luôn, giao ra bến luôn. Dạ. Xe đây. Khỏi vô đây cũng được, giao ra bến luôn. À, ra bến là ở ngoài quốc lộ luôn hả chị? Quốc lộ. À, quốc lộ 57 hả chị ha? À. Cái đó quốc lộ 57. Quốc 57. Dạ, cái cây này cái tán ngang chắc 2 thước mấy 3 thước luôn á. Tán ngang dữ lắm luôn á. Rồi chị thọt thước đi em canh cho. Chưa chị ơi, chưa đẩy nữa giùm em. Nữa, còn khúc luôn á. Còn khúc nữa cũng được nữa đó. Này là 2m9 luôn. Ờ, 3 thước được á, cái cây này tán ngang 3 thước. À, tại vì đo chưa có ai. Dạ đúng rồi, chưa tới á. Cây này chiều cao hơn 2 thước mấy thôi cả nhà, nhưng mà tán ngang cây này là 3 thước luôn á. Chiều cao là nó đồng đồng với nhau không à? Ừ. Cây này chiều cao cũng 2 thước, chưa tới 3 thước đâu cả nhà. Có chiều 2,5 thước. Như chị? À, 2 thước 2, 2 thước 3. 2,5 m. 2 thước rưỡi ha. Rồi. 2 thước rưỡi đây cả nhà. Quá wow, chừng cái cây luôn. Cái cây này nãy giờ em thấy cái form cái tán ngang là nó thấy nó bự ghê gớm luôn cả nhà. Ồ. Cái này mà em đứng vô cũng không thể xi nhê gì luôn á cả nhà, chứ đừng nói gì chị Linh hay ồ mấy gốc này nữa nè cả nhà ơi. Dữ lắm. Ghê thì chứ. Mai mình làm 3 năm rồi. Dạ. Kính tàn từ trong ra ngoài luôn á. Dạ. Kính từ trong ra ngoài luôn. Quá đã luôn, quá tí luôn, nút nụ này cả nhà. Đã, đây đế đẹp không à? Dạ, có đế nữa anh chị đế ha. Đế đẹp không à? Dạ. À thấy không? Dạ rồi. Cảm ơn. Đây cả nhà. Dữ dằn luôn á. Hai tay mà cầm không giáp nè. Dạ. Thì cái clip này hôm nay chủ yếu là em quay em giới thiệu còn á. Cả nhà mình xem chi tiết thì kiểu như là một là liên hệ chị giùm em, mình gọi. Tại vì mình cũng giao lưu tại vườn thôi anh chị ha. Giao lưu tại vườn. Cho nên cô chú anh chị có điều kiện mình lại vườn mình xem cây rồi mình trao đổi với nhà vườn luôn ha cả nhà. Là tiện nhất ha. Mình ở xa gần gì đó mình trao đổi với nhà vườn giúp em. Clip ngày hôm nay em không có quay lẻ từng cây nha cả nhà. Em không có báo giá lẻ từng cây. Cả nhà anh thông cảm ha cả nhà. Tại vì chị thì hôm nay giao lưu cái mặt hàng lớn với lại có mình chị ở nhà ha. Cho nên không có ai mà phụ lên từng cây để đặng quay á cả nhà ơi. Cái này mà lên từng cây chắc khoảng 4-5 người rinh không biết nổi không á. Ý là có chiếc xe hỗ trợ cũng chưa chắc là nổi hết cả nhà. Quá chừng cái cây luôn hoàng. Chậu 8 tấc á cả nhà. 2 thước mấy tán ngang có cây 3 thước luôn. Dữ thiệt chứ. Rồi đi dài dài vô trong đây nữa nha. 200 cây. 200 cây. Dạ. Rồi có cái bông gió này cả nhà. Bông gió này nhìn cũng dễ thương rồi chị. Ừ. Đó. 6 cánh tới 14 cánh. Dạ, 6 cho tới 14 cánh đó cả nhà. Rồi, mấy cây này nữa nè cả nhà, mấy cây để trước nhà nè. Cả nhà mình về mình chỉ cần vài cây để trước nhà là ok luôn cả nhà. Còn nhà chị thì quá chừng luôn. Ôi, nhiêu đây ủa chị Linh, nhiêu đây mà hồi Tết năm rồi nó nở chắc dữ dằn không chị Linh? À, không có xuống quên. Lá. À không có xuống lá. Mấy cây chơi Tết à? Dạ, với lại mình còn đang nằm đất nữa quên. Ừ, nằm đất. Ra viên mình mới lên chậu mà. Đang nuôi mình không có xuống lá. Dạ, không cần chơi bông hen. Không chơi bông. Cho nó khỏe cây đi cả nhà. Có chơi đâu chừng chục cây gì vậy hả? Dạ. Nó nở đẹp lắm. Trời ơi. Mai này là mai riêng nha cả nhà. Mai kiểu như là giỏ Thủ Đức nữa. Nói chung là hạt thì lấy hạt từ cây giỏ Thủ Đức á, mình ươm ra cái nha. Rồi mình trồng lên rồi mình lọc lại hoa. Cây nào hoa đẹp thì nhà vườn sẽ nuôi. Ê đế à. Nhà vườn sẽ nuôi tới bay lớn vậy hả cả nhà. Nuôi cành nhánh. Rồi mình giao lưu mai tàn, còn cây nào xấu thì sẽ bán phôi. Đế rồi mình ghép. Đây cả nhà ơi, đế thú nè cả nhà. Đế đẹp. Rồi cây này đế thú nè ha. Chậu này là chậu 8 không cả nhà. Chậu 8 nhiều hơn chị Linh ha. Chậu 8 nhiều hơn. Dạ. Chậu 7, chậu 8 120 cây, chậu 7 70 cây. Dạ rồi. À. Vậy là 190 hả chị? À 190 với có chậu 6 10 cây nữa. À 10 cây chậu 6 nữa. Vậy là 120 cây chậu 8 tấc hồi nãy giờ em quay. Còn 70 cây chậu 7 tấc. Chậu 7 tấc thì nó bị dai chị, chậu 7 tấc thì những cây nào đó chị? Chậu bảy tấc chị lựa em một vài cây em quay. Đây cả nhà. Mấy cái gốc này. Chậu này là chậu bảy tấc à, chậu bảy tấc thì đây. Thì cái kích thước của nó khoảng chừng cũng đều đều với nhau vậy. Dạ, so với cái kia khoảng chừng 8-10 vậy cả nhà. Khoảng chừng 8-10 á. Thì khoảng chừng 70 cây. Hai anh chị ha, chậu 7 này là 80 cây, còn chậu 6 là 10 cây nữa thôi. Là tổng cộng là 200 cây. Chậu 6 đâu chị? Chậu 6 bên đây nè. Dạ. Đây cả nhà, cây này là chậu 7 nha cả nhà. Thời điểm, thời gian mình nuôi thì nó cũng giống nhau luôn hả chị? À, chị Linh? Nuôi giống luôn. Chị đo giùm em cái cây chậu 7 này một cái nữa chị Linh. Nãy giờ em đo chậu 8 thì giờ em đo thêm một cây chậu 7 cho cả nhà mình tham khảo.
khoảng chừng 70 cây chậu 7 cả nhà, thì giá chung á cả nhà lấy hết 200 cây á thì là 3,5 triệu một cây cả nhà, mình bổ đồng rồi mà là 3,5 triệu một cây nha. Hoành là 25 hả chị ha? 26. Dạ, thì hoành cái lô chậu 7 này là nhiêu chị? Nó dao động tầm khoảng bao nhiêu chị? Nó cũng cỡ cỡ gì hả chị? Cỡ cỡ vậy không ạ? Dạ. Còn chị cao tán ngang như vậy. Có bự hơn nữa. Dạ chị cao tán ngang như vậy, giờ chị đo thử giùm em. Chậu 7. Chiều cao. Mấy cây này luôn, mấy cây này nhịn lực này cả nhà. Mấy cây này nhịn lực nè. Mét 9, 2 mét là nó cây này là thấp, còn mấy kia cũng dạ cao. Rồi tán ngang này khoảng chừng nhiêu chị hiện giờ chị? Đo thử mà em luôn. Tán ngang 19. Tán ngang 1 thước 9. Dạ. Thì hoành nó khoảng dao động khoảng từ 25, 26 gì đó cả nhà ha. Nó cũng cỡ cỡ như vậy đó. Cỡ cỡ nha. Dạ. Cái còn hoành bên kia là lô 30, hoành cỡ lên. Cũng đế đẹp không à? Nè. Dạ. Nè, anh này còn bự nữa. Tại cây nè. Nó đều đều nhưng mà cũng này bự nữa nè. Dạ. Chứ không phải là nó vậy không. Dạ, cái lô này là 70 cây cả nhà nha. Cả nhà mình có thể mình lấy toàn bộ là hàng chậu 7 không cũng được ha, 70 cây chậu 7 không cũng được. À. Thì giá thì cứ liên cả nhà chịu khó liên hệ nhà vườn cho em. 31. Dạ, 31. Cả nhà lấy 120 cây chậu 8 không cũng được. Lấy 1 cây cũng được mà cả nhà ha. Cả nhà nhưng mà cả nhà chịu khó mình liên hệ nhà vườn giùm em ha, cái nhà số điện thoại em để góc bên trái bên đây. Chứ em không có báo giá ở trên clip, em chỉ báo giá chung cho nguyên vườn 200 cây này thôi. Còn cái hàng này là chậu mấy vậy chị? Chậu 7 qua chậu tới bên đây luôn. À dạ. Chậu 7 tới bên đây luôn. Rồi chậu 6, em quay cái chậu 6 đó nha. Rồi em quay cái chậu 6 của chị. Đây cái nhà, chậu 6 bên đây ha cả nhà. Chậu 6 cây à? Chậu 6 này là 10 cây, cái hoành khoảng chừng bao nhiêu vậy giờ chị lên, đo thử giùm em. Chậu này chậu 6 10 cây cả nhà. Đây ha, chậu 6 10 cây. Nó gọn hơn cái nhà. Hoành 22. À đế cũng hình luôn hả chị? Hình không à? Dạ đế hình không. Hình đẹp không à? Dạ. Đây cả nhà, đế nó cũng có lắc lắc vậy đó cả nhà. Rồi chiều cao đáng ngang như vậy chị. Hoành là 22. À. Dạ. Có 10 cây thôi cả nhà, 10 cây chậu 6 thì cả nhà lấy hết cũng được ha. Chiều cao là 18. Dạ 1 thước 8 chiều cao. Rồi tán ngang luôn đi chị Linh đó. Cái lô chậu 6 này là nguyên khúc này nè. 12. Dạ tán ngang là 1 thước 2, nó gọn gọn nè cả nhà. Mấy cây này thì em cũng có thể em lên bằng xây được nè. Ví dụ như chị Linh, bây giờ ví dụ em ví dụ nha, ví dụ như em lấy 10 cây chậu 6 này thì giá làm sao? 10 cây chậu 6 này 2 triệu đi. 2 triệu một cây hả chị? 2 triệu một cây. 2 triệu một cây giá tại vườn hả chị? Tại vườn. À. Dạ 2 triệu một cây giá tại vườn cả nhà. Tại vì cái đế này đẹp. Là đế này là đế hình nha cả nhà. Đế hình không à? Dạ, cái lô này là lớn nhỏ là đế hình không à? Dạ. Rồi cái lô chậu 6 là bên đây. Ở bên kia có một cây có mặt bông nữa cả chị Linh ơi, để em lại đó em quay cả nhà mình xem. Đây cả nhà ơi, 10 cây chậu 6. Ôi lầy lầy. Ây da, đậu xong ướt dài luôn à. Rồi bên đây có cái mặt bông nè cả nhà. Rồi đây. Mặt bông này cả nhà. Quá chừng búp xanh luôn nè cả nhà ơi. Ôi ở đây mấy nụ mà nó nở ra dữ vậy ta? Một bông á. Một bông. Nụ quá vậy? Nó nở ra cái này là có chục búp á cả nhà. Mai này nó nở đùm không à? Ồ. Nở ra cũng có chục búp. 7 cánh đó nghe. 7 cánh như cái dạ, như cái đó là 7 cánh đó cả nhà. Rồi hôm nay em giới thiệu vậy ha cả nhà. Có hàng chậu 8 120 cây. Chậu 7 phải tất là 70 cây với lại chậu 6 là 10 cây thôi cả nhà. Cả nhà lấy hết 200 cây này thì giá bình quân ra là 3,5 triệu một cây. Nhà vườn sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình xuống lá Tết luôn hả cả nhà, với lại sơn luôn cái chậu hả chị Linh ha. Sơn chậu luôn. Dạ. Chừng nào chở cũng được hết. Chừng nào chở cũng được luôn. À. Bên đây là cái lô chậu 5 chậu 6 là 200 cây là mình giao lưu tính riêng hả chị ha. À, tính dạ. Riêng. Dạ rồi cho em xin thông số một vài cây em tham khảo đi chị. 200 cây này là chậu 5 với là chậu 6 nè cả nhà. Chậu 5 với chậu 6. Dạ, thì hình thức mình giao lưu cũng giống như cái lô hồi nãy em mới quay luôn hả chị? Giống như vậy. Dạ. Anh này không có đế nè. Dạ. Này là 23 hoành. 23 hoành thì hoành nó dao động từ khoảng bao nhiêu vậy chị? Hoành nó dao động nguyên cái lô này nó đều đều vậy á, cái này là hoành nhỏ còn tổng thì lớn. Dạ. Rồi chiều cao tán ngang luôn. Chiều cao là 1m4. Dạ. Dạ, đây cả nhà, hai cái nhà mình tham khảo nha, nụ ngon lắm.
Rồi, tán ngang mét 3. Tán ngang là 1 thước 3 cả nhà. Mình giao lưu làm sao đi chị Nguyên, cái lô này là 200 cây. Lô này 200 cây vô vườn lấy hết là anh xuống lá sân chậu luôn là 800 ngàn giao ra bến chứ. Dạ. Cả nhà mình thông cảm nha, cái nhà clip ngày hôm nay thì em báo giá nguyên lô không nha cả nhà. Nguyên lô. Dạ, còn tại vì nhu cầu của nhà vườn là báo giá nguyên lô cho nên em quay vậy thôi ha. Nguyên lô thì anh chị mà xuống coi được thì anh nạp tệ quá bỏ ra. Dạ, mình cứ lựa được 200 cây là giá là 800 ngàn một cây. Giá 800 ngàn một cây là mình bao cho cả nhà là mình sơn cái chậu với lại sơn mình xuống lá xuống luôn. Xuống lá luôn. Dạ. À, hoành thì nó dao động hình như cây nãy là hoành 23 hay gì hả? Còn cây này nó cái tàn nó tròn do luôn nè cả nhà. Tròn. Cây này tàn tròn, nói chung là cả nhà mình muốn lựa một cây hai cây cũng được, mình vô vườn mình lựa hết cả nhà. Mình vô vườn mình lựa thoải mái, rồi nhà vườn sẽ báo giá từng cây cho cả nhà. Như mấy cây này là rất là đẹp luôn nè cả nhà. Đẹp. Có những cây trong vườn nó trội lắm cả nhà. Vô vài khúc sau mấy cây này đẹp ghê. Tại vì khúc sau này là mà tàn bự không à. Dạ. Tại lựa. Mấy cây này cũng được nè cả nhà. Nhưng mà cả nhà không cảm giùm em nha. Tại đó chất cái lựa cái cao ở tông bự tông ra ngoài á. Dạ. Rồi, mấy cây này cũng ok luôn nè chị Linh okay ha. Ok lắm, ngon lắm, tàn tròn hết trơn à, mà nụ dạ. Hả? Dữ lắm. 200 cây cả nhà. Cái lô này cũng là 200 cây ha. Hồi nãy em giao lưu hàng 7 chậu 7 chậu 8 với 10 cây chậu 6 còn đồ, đây. Đồ dữ chậu 5 với lại chậu 6 bên đây cái số lượng sao chị? Chậu 5 bao nhiêu cây, chậu 6 bao nhiêu cây? Hôm nay cái hả? Không nhớ hả? Không nhớ. Anh nói chung mà ở lộn xộn đâu đây hả chị ha? Lộn xộn rồi cái quên. Dạ. Rồi nút nụ này cả nhà. Dữ lắm nè, cái nụ nè. Dạ. Dữ rồi lắm đây nút nụ đây cả nhà. Rồi đây. Dạ rồi. Đương làm nụ á. Dạ. Đương làm nụ Tết. Mấy cái này là em cũng giới thiệu, nói chung là em xin nhắc lại cái khoản nữa là em cũng giới thiệu. Cả nhà mình xem ha. Như mấy cây này cả nhà mình xem nè cả nhà. Còn á, những cái chuyện mà chốt được cái cây hay không thì cả nhà liên hệ nhà vườn giùm em, với lại cả nhà mình có điều kiện thì mình xuống vườn mình xem cây trực tiếp hết cả nhà. Chứ em không có quay kỹ từng cây, không có quay lên mã số giống như đa phần những vườn khác được ha. Có mình chị ở nhà thôi cả nhà. Có mình nè. Dạ, mặt bông này cả nhà. Bông thì cũng giống như cái lô bên kia hả chị? Bông cũng đẹp rồi, 6 cho tới mười mấy cánh á cả nhà. Lô này thì không có đế nha. Dạ, lô này thì không có đế bên kia. Cái này mình thường chọn được bao lâu rồi chị Linh? Một năm rồi. Dạ. Còn cái lô nhà vườn của mình là thường chậu một năm nhưng mà trồng đất được 2 năm trước. Rồi mấy cái gốc này là nhà. mới một năm à. Nay là cũng như 8-9 tháng gì, tại vì. Dạ, hồi thường chậu hồi tháng hai vậy hay chứ ha. Tháng giêng tháng hai. Dạ, mấy cây bự nằm ở trong đây này cả nhà. Nằm ở trong đây. Dạ rồi. Tại hồi đó 200 cây giá là 800 ngàn một cây. Dạ. Em đi dài vô trong đây. Có những cây đẹp. Nói chung là cái lô này em thấy còn y xì, hình như là chưa khui bán hả chị? Chưa. Còn nguyên luôn. Tại vì bán vườn nên không có chưa khui. Dạ. Ai mua đi Tết thì vô lấy cái xuống lá sơn chậu luôn. Dạ rồi, xuống lá sơn chậu luôn, hỗ trợ cho cả nhà đây tới Tết mình lấy cũng được hay cả nhà, mình để nào đây tới Tết cũng được luôn á. Đây cả nhà ơi. Đó, mấy cái cây này cả nhà. Ở trong đây những cây thì to hơn. Ví dụ như chị đo giùm em vài cây thứ ghi, đo giùm em thử cây này đi chị Linh đây. Chậu này là chậu 6 hả chị ha? Chậu 6 tất. Chậu này thì chậu 6, còn đó chậu 5. Dạ, cây bên đây em đang đứng em cầm là chậu 5 này cả nhà. Còn cây đó là chậu 6 á. Hoành thân đế này là đế kiểu như đế củ nổi thôi cả nhà, dáng trực ha, một 24. Cốt. Dạ, nó đi thẳng lên thôi. 24. Hoành là 24. Rồi chiều cao tán ngang luôn. Chậu 5, chậu 6, 200 cây cả nhà ơi. Chiều cao. Chiều cao 1m9. Dạ 1m9, tán ngang chứ cũng thước rưỡi, thước 6 gì đó cả nhà. Rồi em dịnh thước cho. Lùi lại xíu chị, lùi lại xíu chị. Rồi. 1m4. Tán ngang 1m4. Dạ. Em tham khảo một vài cây thôi cả nhà. Còn cả nhà mình muốn nhờ chị lựa thì cả nhà cứ liên hệ dùm em, chịu khó dùm em hết cả nhà. Tại lý hôm nay em giao lưu nguyên lô, chủ yếu là giao lưu nguyên lô giá tại vườn hết cả nhà. Cả nhà thông cảm dùm em. Vườn. Dạ. Đây cả nhà mình thông cảm hàng cầu giùm em ha. Đây nút nụ nè cả nhà. Rồi. Đường ngon lắm, bông đường cũng đẹp nữa. Dạ rồi cả nhà mình tham khảo nhà vườn mình ở Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Châu Lấp, Bến Tre hả chị ha. Dạ. Rồi em cảm ơn cả nhà đã xem hết clip ngày hôm nay nha. Dạ em chào chị Linh nha. Cảm ơn lần chào. Dạ rồi, em cảm ơn cả nhà đã xem hết clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.